Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải nói về những cái sản phẩm mới sắp được ra mắt của Apple nữa, mà chúng ta sẽ nói về một cái kỷ nguyên máy của Apple mà ngày hôm nay họ đã chấm dứt cái kỷ nguyên này sau 21 năm, đó chính là iPod. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video này nhé. Nói về thời điểm ra mắt của những cái chiếc iPod này thì lý do tại sao mà mình lấy cái mốc là 21 năm tại vì cái thế hệ iPod đầu tiên là được ra mắt vào năm 2001 vào tháng 10 với một cái câu nói rất là nổi tiếng của Steve Jobs, đó chính là 1000 bài hát sẽ nằm trong túi của các bạn. Và sau đó thì chúng ta chứng kiến những cái dòng iPod, sản phẩm iPod như là iPod Surf, iPod Nano, iPod Classic và một cái sản phẩm mà Apple họ vừa mới khai từ đây, đó chính là cái chiếc iPod Touch. Và cái thế hệ iPod Touch đầu tiên nó được ra mắt vào năm 2007. Thì cái mục đích mà Apple họ ra một cái chiếc iPod Touch đó là những bạn nào mà chúng ta muốn mua một cái thiết bị có thiết kế giống như iPhone nhưng mức giá rẻ hơn, và các bạn không cần phải có một cái sim để nghe gọi tại vì các bạn có một cái chiếc máy phụ rồi, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái chiếc iPod Touch với một cái mức giá cực kỳ là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với những cái chiếc iPhone 2G, 3G ở thời điểm đó, lên tới tận là vài trăm đô đó. Thì cái iPod Touch nó ra đời đóng một cái vai trò và một cái nhiệm vụ như vậy, và nó cũng là một cái thiết bị giúp cho chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu giải trí và chơi game, nghe nhạc, tất cả mọi thứ trên cái thiết bị này. Chỉ có duy nhất nó thiếu một cái tính năng, đó chính là không lắp sim được và sẽ không có nghe gọi được. Và cái thế hệ iPod Touch cuối cùng mà được Apple họ ra mắt đó chính là iPod Touch Gen 7, được ra mắt vào cách đây 3 năm 2019. Đó, thì cái chiếc máy này nó sở hữu một cái cấu hình là con chip A10 Fusion tương tự như là một con iPhone 7. Nó có một cái màn hình 4 inch và nó có rất là nhiều màu sắc, và thoạt nhìn qua thì các bạn nhìn nó chẳng khác nào một cái chiếc iPhone 5C cả. Cho nên với cái thiết bị này ở năm 2019 khi mà mình làm reviewer thì mình nghĩ what the fuck, lý do tại sao Apple họ lại ra mắt một cái chiếc máy như thế này trong năm 2019? Và đó cũng là cái dấu chấm hết cho cái dòng máy iPod. Tại vì ở thời điểm hiện tại, ngay tại thị trường Việt Nam và cách đây từ 1 cho đến 2 năm trước khi mà cái chiếc iPod này ra mắt, thì mình bắt đầu research ở trên những cái trang web và mình tìm thử xem là cái dòng máy này nó có bán chính hãng ở tại thị trường Việt Nam hay không, thì hoàn toàn câu trả lời sẽ là không. Các bạn có thể mua ở Shopee, ở Fado, tất cả mọi thứ, nhưng ở những cái cửa hàng bán lẻ và những cái cửa hàng bán chính hãng hàng Apple tại Việt Nam thì hoàn toàn họ không có nhập những cái chiếc iPod Touch này về, tại vì nhập về cũng chẳng bán được với một cái mức là lúc Apple đưa ra là khoảng 199 đô cho một cái cấu hình basic. Và ở thời điểm hiện tại với 199 đô đó, hoàn toàn chúng ta có thể tìm được một con máy cũ, một con iPhone cũ có cái chất lượng tốt hơn nhiều. iPhone 7 cũng nằm ở mức 199 đô, và các bạn có một cái chiếc điện thoại hoàn chỉnh, các bạn có thể nghe gọi, nhắn tin, iMessage, tất cả mọi thứ, lướt web và sử dụng 4G rất là mượt mà, đúng không? Chẳng lý do gì chúng ta lại mua một cái chiếc iPod Touch để các bạn không thể lắp sim vào. Đồng ý là ở tại Việt Nam đi đâu thì chúng ta cũng sẽ có mạng wifi thôi, nhưng mà kiểu gì kiểu một con máy mà các bạn không lắp sim vào nó cực kỳ là khó chịu. Đó là điều mà đã xảy ra trên con iPhone 11 của mình. Mình dùng một con iPhone 12 Pro Max có lắp sim chính mình vào, và gần như cái chiếc máy này mình dùng 24/24, 24/7. Còn cái chiếc iPhone 11 thì lâu lâu á, cái con iPhone 12 Pro Max này nè, nó hết pin thì mình mới lại lôi cái con 11 ra mình dùng một tí rồi lại cất vào, con 12 đầy pin thì lại lấy ra. Đó, kiểu như thế. Cho nên ở thời điểm hiện tại, một cái chiếc máy nếu như nó không lắp được sim, không có nghe gọi thì hoàn toàn nó không thể nào sống được ở thời điểm năm 2022 cả. Và đó là điều thứ nhất dẫn tới cái lý do là Apple họ sẽ đặt cái dấu chấm hết cho dòng iPod Touch này. Với những cái dòng iPod Surf, iPod Nano, iPod Classic thì Apple họ đã ngừng từ lâu rồi, tại vì họ đã ra mắt những cái thiết bị giải trí nó tốt hơn, ví dụ như là iPad nè, chúng ta có HomePod, rồi các bạn có Apple TV, tất cả mọi thứ tất tần tật, rồi là tai nghe iPod nữa, tất cả mọi thứ đều làm rất là tốt, và gần như chúng ta bị lãng quên những cái chiếc iPod này.
Rồi, và cái lý do thứ hai đó chính là tới thời điểm năm 2019 khi tất cả mọi thứ, tất cả những cái chiếc máy nó đã đều đi theo một cái quy chuẩn là màn hình tai thỏ nè, rồi là có Face ID, thì Apple vẫn lẻo đẻo có một cái chiếc iPod Touch nó chẳng giống ai cả, một con iPhone 5C từ thời năm 2013 rồi, một cái thiết kế kiểu như vậy và họ vẫn dùng đến năm 2019. Thì với những cái kiểu thiết kế nhàm chán đó và các bạn bỏ ra 5 triệu đồng, các bạn chẳng muốn cầm một cái con máy cầm lên nhìn nó giống một con iPhone 5C rồi, mà chẳng những vậy nó còn không có nghe gọi được nữa, rất là bực. Cho nên cái chiếc máy này ở tại thị trường Việt Nam gần như nó không có đất sống và nó không có hữu dụng. Những bạn mua nó có lẽ là tại vì các bạn quá ái mộ với cái kỳ nguyên máy iPod này rồi, và các bạn muốn cái chiếc iPod Touch Gen 7 này các bạn mua về để giữ làm kỷ niệm thì các bạn sẽ mua nó. Còn với một người dùng bình thường, nếu như có một cái nhu cầu sử dụng rõ ràng thì chẳng ai dùng một cái chiếc iPod Touch ở thời điểm hiện tại nữa. Đó chính là hai cái lý do mà tới thời điểm hiện tại Apple họ đã chấm dứt cái thế hệ iPod Touch này rồi. Tuy nhiên nói gì nói thì tới thời điểm hiện tại nó đã trải qua 21 năm, thế hệ iPod đã sống được hơn 2 thập kỷ rồi, và tới bây giờ thì Apple họ mới đặt cái dấu chấm hết cho nó. Và với cái cảm nhận cá nhân của mình á, thì cái điều này không phải là một điều quá bất ngờ, tại vì mình nghĩ là Apple nên làm cái việc này từ lâu rồi. Và các bạn có đồng ý với mình, những bạn xem clip á, những bạn nào, những anh chị nào ở thế hệ 8X và tới giữa 9X thì mới có những cái hoài niệm về những cái chiếc iPod. Còn với cái thế hệ từ cuối 9X cho đến những cái năm mà 10X rồi là những cái thế hệ Gen Z sau này á, thì gần như tất cả những cái bạn trẻ chúng ta đều không có cái hoài niệm về những cái chiếc iPod này. Các bạn sinh ra là iPhone đập vào mặt các bạn rồi, đó, dùng iPhone hết. Cho nên chúng ta sẽ dần quên lãng cái sản phẩm này, và ngay khi Apple họ ấn định cái việc là khai tử cái dòng iPod Touch thì mọi người cũng sẽ không có bất ngờ. Và khi mà mình đi vòng vòng mình hỏi văn phòng á thì mọi người cũng nói iPod Touch nó khai tử lâu rồi mà, nhưng không, tới thời điểm hiện tại năm 2022 nó mới chính thức về vườn. Và tất cả những cái chiếc iPod Touch mà các bạn có thể mua ở thời điểm hiện tại đều là hàng tồn kho, và Apple thì họ vẫn nói là họ sẽ sản xuất tiếp nếu như mà có nhu cầu, người mua có nhu cầu thì họ vẫn sẽ sản xuất tiếp. Nhưng mà mình nghĩ với những cái chiếc iPod Touch Gen 7 còn nằm trong kho đó thì Apple họ bán chắc phải tầm 10 năm nữa thì nó trở thành đồ cổ thì may ra mới hết, chứ còn bây giờ chẳng ai có nhu cầu để mua một cái chiếc iPod như vậy cả. Ok, và đó sẽ là quan điểm của mình về cái chiếc iPod Touch. Các bạn có những cái kỷ niệm gì về những cái chiếc iPod này thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Bản thân mình thì từ xưa đến giờ mình chưa sử dụng iPod, tuy nhiên thì mình coi nó là một cái tượng đài, nó đã giúp cho các bạn có một cái chiếc máy nghe nhạc nó thu gọn được, bỏ hẳn vào trong một cái túi, chứ chúng ta không cần phải cầm một cái đĩa to to để mà cầm đi ngoài đường nữa. Và sau đó là những cái chiếc iPod để giúp cho những bạn nào mà chúng ta không có cái nhu cầu mua iPhone thì chúng ta có thể mua iPod. Đó, nhìn nó vẫn giống iPhone thì chúng ta sử dụng nó cũng sẽ ok, nhưng không phải ở thời điểm hiện tại. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.